Nhìn đẹp không mọi người? Nhìn nằm lóc ngà lóc ngóc thấy mê luôn ha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một model trap rất là cao cấp, hàng chính hãng nha mọi người. Tất cả sản phẩm đến âm thanh số trí tâm của bên em là được lựa chọn đầu vào rất là cẩn thận và là hàng chính hãng thì mới chơi, không chơi hàng 10 hãng ha mọi người ha. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Selection. Thì Selection có kinh nghiệm là hơn 100 năm nghiên cứu và chế tác các cái dòng sản phẩm driver, ví dụ như là từ bass hoặc là sub hoặc là trap. Thì Selection là thương hiệu của Anh nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào sản phẩm chính của mình. Hôm nay thì em sẽ cố gắng em sẽ quay chất lượng video là 4K để cho mọi người xem cho nó rõ, cho nó phơi, cho nó đã ha. Đây là dòng sản phẩm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và âm thanh số trí tâm của bên em là được nhà phân phối Hoàng Gia rất là ưu tiên và ưu ái, hàng vừa về là giao cho em liền luôn ha mọi người ha. Bây giờ thì em sẽ mở hộp và review một model rất là cao cấp của Selection. Mã hiệu sản phẩm là CDX143055. Hình dáng sản phẩm là nó là như vậy ha mọi người ha. Hàng nguyên kiện là nó như vậy. Bây giờ thì em sẽ mở hộp một model cho mọi người cùng xem ha. Tất cả những dòng sản phẩm này thì em mở ra rồi, nhưng mà em cũng phải mở một cái video cho mọi người xem cho nó rõ bên trong nó có cái gì ha. Bên trong thì mình sẽ có các phụ kiện là 1, 2, 3, 4 con ốc. Con này là M6 nha mọi người. Qua một bên. Rồi nhân vật chính của mình sẽ nằm trong một cái bao cao su bự cho bá lửa ha. Rồi cái hộp như vậy là hết ha mọi người ha. Bỏ cái em này qua một bên đi cái đã. Bên trong thì có cái gì trong này? Nhân vật chính của mình thì nó nằm lóc ngang lóc ngóc ở đây. Nó sẽ có thêm một cái silica gel, cái này để hút ẩm nha mọi người. Rồi về chưa, em sẽ lìa các cái góc cạnh cho mọi người xem ha. Vậy chắc rõ rồi đúng không mọi người? Tên sản phẩm thì mọi người có thể nhìn thấy là Selection, mã hiệu là CDX143055. Còn cái mã hiệu dưới là cái mã quản lý của hãng, mình đừng có quan tâm hay mọi người ha. Hiện tại nhà phân phối chính hãng cho dòng Selection này là công ty Hoàng Gia. Thì Hoàng Gia vừa là nhà phân phối cho B Audio Thái Lan, vừa là nhà phân phối chính hãng của Fan, và bây giờ lại là Selection. Model thì đã thấy rồi đúng không mọi người? Bây giờ thì em sẽ cung cấp thông số kỹ thuật cho mọi người cùng nắm ha. Trep này sẽ có tổng trở là 8 ohm, độ nhạy là 108 dB. Đáp tuyến làm việc là từ 500 hẹp cho tới 20 kg. Nhưng mà khuyến cáo của nhà hãng là mình nên cắt từ 800 hẹp trở lên. Trời ơi, từ 800 hẹp trở lên thì như mọi người theo dõi kênh âm thanh số trí tâm của bên em á, có dòng sản phẩm RCF ART932 là có con crossover cắt cho trep từ 800 hertz trở lên. Do đó cái tiếng ca của mình nó sẽ tự nhiên hơn và nó khào chắc cỡ Hồng Ngọc với nha mọi người ha. Cỡ Hồng Ngọc mà hát cái bài Vùng Trời Bình Yên là mọi người biết nó khào cỡ nào. Lặp lại, 8 ohm, công suất làm việc liên tục là 240 W. Lưu ý giùm em nha. Công suất làm việc liên tục là 240 W. Độ nhạy 108 dB. Đáp tuyến làm việc khuyến cáo của nhà sản xuất là mình cắt từ 800 Hz trở lên. Cuộn coil sẽ là coil 75. Lỗ thoát tiếng ở đây sẽ là 1 phần 4 inch. Thì mọi người có thể đo 1 phần 4 inch thì nó sẽ rơi vào khoảng 36. Đúng không mọi người? 36. Thì đây nó sẽ có 4 cái lỗ bắt ốc. Thì như từ nãy, như từ đầu, mọi người thấy cái phụ kiện của nó là 4 cái con ốc này nè. M6 nè. M6. Vặn qua đây. Rồi mình lắp vô cái họng. Bên em sẽ có họng gan. Rồi họng nhôm, muốn họng nào là họng. Khoảng cách từ tâm này cho đến tâm này là 102 mm. Con này thì không biết review như thế nào ta. Mở hộp là mọi người cũng đã thấy rồi. Từ neo, neo là cái này nè nha mọi người. Đây nè, nam châm của nó là cái này nè. Cái giữa như cái móng tay em chỉ nè, chứ không phải là mặt trên với mặt này đâu. Đúng không mọi người? Thông số kỹ thuật thì cũng đã chia sẻ rồi. Bây giờ tới khi nào test âm mọi người, bữa nào thì em sẽ lắp vô cái làn cái dàn live array của em á, em sẽ test âm cho mọi người nghe ha. Để phục vụ cho cái con trap này thì bên em đã chuẩn bị sẵn cái này, nó gọi là cái gì ta, cái đầu có ghim. Đây là đồng mạ vàng nha mọi người, em đã chuẩn bị sẵn rồi, mạ vàng nha. Đó, mọi người mua sản phẩm bên em sẽ được trang bị hai cái rắc này, mình sẽ cắm trực tiếp vào đây và mình lắp cái dây lo của mình, nó mình sẽ bóp vào đây cho tí thiết hàng vô đây là coi như là ngon lành. Chuẩn bị sẵn kỹ cho mọi người, thấy chu đáo tin cậy đúng không?
Bởi vì sao em chuẩn bị cái này? Bởi vì sắp tới em sẽ về một lô hàng rất là xịn sò, rất là cao cấp và cũng rất là nhiều của bờ và cờ, tức là BNC á, sản xuất tại Ý. Thì đối với những đầu BNC á, thì bass và trap nó sử dụng cái loại jack kim như vậy nè mọi người. Do đó thì em mới chuẩn bị sẵn luôn, nó sẵn tiện tặng cho mọi người. Để mua hai cái này thì mua ngoài đâu đó chắc cũng 20.000 chứ không có rẻ ha mọi người ha. Mà lưu ý này mạ vàng nữa, rất là đã đúng không mọi người. Đồng nha, không phải bằng sắt đâu nha, nó không hít đâu nè, thấy chưa? Thả rớt ra luôn rồi, thấy chưa? Ok ha mọi người ha. Ngoài model trap selection thì mình còn có súp của selection. Như mọi người thấy cái thùng, ngay cái tay em chỉ nè. Cái thùng này là cái thùng súp ha mọi người ha. Video sau thì em lại tiếp tục mở hộp cái thùng súp này thì em sẽ chia sẻ cho mọi người thêm ha. Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm hoặc là muốn trải nghiệm cái dòng này thì cứ đến trực tiếp âm thanh số Trí Tâm của bên em, số 58 mặt tiền đường Song Hành, ấp Định Tân Xuân, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, mặt tiền đường số 58 đường Song Hành, để được sờ sờ như Trí Tâm, sờ sờ buồn buồn thì cắn miếng em cũng cho luôn ha mọi người ha, muốn cắn cắn ha. Thì em sẽ test thử cho mọi người nghe, em sẽ lắp lên cái mẫu light array của em đang làm đó. Còn khi giới thiệu sản phẩm thì cần gì phải chứng minh đúng không mọi người? Selection nó kinh nghiệm 100 năm của nó rồi mà còn phải chứng minh, có mà chết. Quý khách hàng sẽ thắc mắc là con này sản xuất ở đâu đúng không mọi người? Rồi em sẽ zoom to to ra. Hy vọng là mọi người thấy to không nè, to chưa? To chưa? Đây chắc là to rồi ha mọi người ha. Nhìn thấy rõ đây, Made in China ha. Ai sợ China thì cũng phải mua đồ China thôi. Tại vì mình đâu có lựa chọn nào khác đâu. Thì cái nhà máy của người ta đặt cái đó thì mình phải chịu thôi chứ sao giờ. Đúng không mọi người? Hay dở không bàn ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Lặp lại, em này có các thông số kỹ thuật như sau. Model sản phẩm như mọi người thấy trên video. Tổng trở là 8 ôm. Độ nhạy là 108 dB. Cuộn coil sẽ là coil nhôm bọc đồng và sẽ có đường kính là 75 mm. Công suất làm việc liên tục là 240 W. Đáp tần làm việc là từ 500 Hz cho tới 20 kg. Nhưng mà khuyến cáo của nhà sản xuất là mình nên cắt ở tần số thấp nhất là 800 Hz. Có nghĩa là mình nên cắt từ 800 Hz cho đến 20 kg. Từ 800 Hz trở về thuộc về con bass. Ok ha mọi người ha. Con này thì hay dở bàn sao. Đơn giá của nó thì giá tiền của nó là sẽ mắc hơn B-Audio một chút xíu. Chút xíu là bao nhiêu? 500 ngàn chứ nhiêu, cũng rẻ rồi. Đúng không mọi người? Ý em đang nói ở đây là đắt hơn B Audio chứ không phải cái cặp này 500 ngàn có nước chết tùy ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này, thấy thích thì cho em một cái like bự cho bá lửa vậy ha.